Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của tôi. Thì như các bạn đã biết, kênh Lê Đạt Gaming là kênh chuyên chơi về game và đặc biệt là Dream League Soccer 2019 và Bad Mobi. Thì trong những trận đấu, tôi sẽ lưu lại những cái bàn thắng đẹp, và một trong số bàn thắng mà tôi đã lưu lại thì tôi luôn tâm đắc nhất, đó là bàn thắng của Lionel Messi trong trận tối qua. Một pha kiến tạo của Ibrahimovic chuyền bóng cho Messi. Messi qua người rất khéo léo và chĩa vào góc trái của khung thành, ghi được bàn thắng. Và bàn thắng đó đã làm nên lịch sử dành cho Lê Đạt FC giành cúp. Và để xem một bàn thắng như thế này thì các bạn đừng quên like, subscribe, chia sẻ cho kênh của Lê Đạt FC, Lê Đạt Gaming và câu lạc bộ FC, nơi chủ quản của Lê Đạt ngày càng phát triển, giúp tôi đạt một ca khúc đầu tiên trong sự nghiệp làm YouTube. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và sau đây, bàn thắng của Messi sẽ là bàn thắng minh chứng cho những nỗ lực trong suốt quá trình làm YouTube của tôi. Tôi đã quay lại rất nhiều nhưng kênh của tôi chưa phát triển. Kính mong các anh chị, bạn bè và các cô bác giúp đỡ cho kênh ngày càng phát triển. Cảm ơn rất nhiều. Và sau đây là bàn thắng của Lionel Messi. Nhịp ra, quá ngươi, không được, đội bàn này chẳng là bóng. Hết tư, quá ngươi, hết tư, wow, như vậy là mất tư đã ghi bàn. Mất tư đã ghi bàn, thưa quý vị, mất tư đã ghi bàn. Thực trận đấu không thể nói lên tất cả. Khi cá nhân của đội bóng rất nổi bật